đời sống kinh tế ngày càng phát triển, các phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, vấn đề an toàn giao thông đã trở nên nan giải. Đặc biệt là tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ trong giới trẻ ngày càng báo động. Những hình ảnh học sinh, sinh viên ngang nhiên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi dàn hàng ngang, thậm chí lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, không còn xa lạ với bất kỳ địa phương nào. Tất cả những hành vi này cần được chấn chỉnh để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vì hạnh phúc của mọi người và mọi nhà. Bất chấp việc các cấp, các ngành đã triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền, ký cam kết, xử phạt, nhưng tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn xảy ra thường xuyên. Từ thành thị đến nông thôn, vào mỗi giờ tan tầm, những hình ảnh như thế này diễn ra rất phổ biến. Không đội mũ bảo hiểm, đi xe kẹp 3, kẹp 4, thậm chí điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi đã trở thành trào lưu của các em học sinh. Chính hành vi này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Ý thức của học sinh, sinh viên cũng đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên thì vẫn còn một số bộ phận mà học sinh, sinh viên hiện nay là chấp hành chưa tốt cái luật giao thông đường bộ. Điển hình như là vẫn còn nhiều em học sinh, sinh viên là điều khiển xe mô tô, xe máy, xe đạp điện là còn không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Cho nên cái điều này là nó vi phạm luật giao thông đường bộ và nó sẽ làm nguy cơ chấn thương sọ não nếu không may xảy ra tai nạn giao thông. Cho nên là chúng tôi kêu gọi là mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh là khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện thì phải chấp hành nghiêm cái việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Tuy chưa có con số tổng hợp chính xác số lượng xe đạp điện và xe máy điện được lưu hành trên các tuyến đường, nhưng quan sát thực tế trên các đường phố vào giờ học sinh đến trường hoặc tan trường, có thể thấy rất nhiều xe đạp điện, xe máy do học sinh điều khiển. Để góp phần trang bị và nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở các lớp tuyên truyền, tập huấn luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các trường học. Tham gia các buổi tập huấn, học viên nhận thức tầm quan trọng của mũ bảo hiểm, phương pháp phán đoán, phòng tránh rủi ro, được truyền đạt kỹ lưỡng lái xe mô tô an toàn để áp dụng vào thực tiễn khi tham gia giao thông. Em được trang bị thêm những kiến thức về điều khiển xe làm sao một cách an toàn và bọn em được trang bị thêm những kiến thức về những đồ bảo hộ khi tham gia giao thông như quan trọng như mũ bảo hiểm và bọn em được biết thêm những kỹ năng lái xe để tránh những vật cản trên đường một cách an toàn. Qua buổi tập huấn ngày hôm nay thì em thấy là bọn em sẽ có thêm những kiến thức tốt hơn để khi tham gia giao thông ăn một cách an toàn. Và đặc biệt hơn là bọn em có thêm học được thêm những kỹ năng xử lý những tình huống khi tham gia giao thông để phòng tránh và giảm thiểu về tai nạn giao thông. Thông qua các buổi tập huấn như thế này, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Từ đó, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Hiện nay thực trạng thanh niên nói chung tham gia giao thông thì đang còn tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ tai nạn. Ví dụ như là không chấp hành luật lệ an toàn giao thông, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn thì chưa đảm bảo yêu cầu. Trước tình hình đó thì nhà trường đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, HES Khánh Linh đã thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn trang bị kiến thức về kỹ năng an toàn cho học sinh, sinh viên và kỹ năng lái xe cho các em để trang bị cho các em kiến thức cơ bản để ra đường các em áp dụng và thực tế các tình huống xảy ra ở trên đường. Mà hiện nay thì nhà trường, học sinh nhà trường chủ yếu là các em đi xe đạp điện, đi xe máy rất là lớn nên là nhà trường rất là quan tâm trang bị cho em kiến thức như đó để áp dụng thực tế vào cuộc sống hàng ngày của các em. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm của nhà trường và lực lượng chức năng, mà cần hơn nữa sự quan tâm, giáo dục của các bậc phụ huynh. Các bậc cha mẹ luôn sát sao đến con em mình, thường xuyên nêu gương và nhắc nhở, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn tính mạng và tương lai cho con em mình.